Hồi thứ 13, Trần Đại Vương dùng phép trừ tà, yết tướng quân đục thuyền mắc lưới. Hưng Đạo Vương đóng quân trong thành Thăng Long, giữ nhau với quân Nguyên được hơn nửa tháng. Nghe tin quân Nguyên phạm lăng tiên đế, đã sai quân về sửa sang, lại lo thoát hoan cho quân xuống lần nữa, mới sai Phạm Ngũ Lão dẫn 5.000 quân xuống giữ chặn đường Long Hưng. Một mặt hội các tướng lại bản mưu phá giặc. Tham tán Phạm Ngộ nói rằng, Thoát Hoan chẳng qua chỉ ỷ thế có yêu thuật phá vỡ quân ta, nay nên nghĩ cách trừ được thuật ấy thì đánh mới đổ được quân Nguyên. Hưng Đạo Vương nói rằng, ta thuở xưa thường có học được dị thuật, ta đã lập thành trận đồ gọi là Cửu Cung Bát Quái, lại may có một thanh thần kiếm, vậy để ngày mai ta dẫn quân ra thành giản trận đánh nhau với quân Nguyên, bắt cho kỳ được yêu nhân mới nghe. Sáng hôm sau, Hưng Đạo Vương đem quân ra thành, bày thành trận thế, chia quân dàn ra 8 cửa, mỗi cửa một sắc cờ, mặt chính đông cờ xanh, mặt chính tây cờ trắng, mặt chính nam cờ đỏ, mặt chính bắc cờ đen, góc đông nam cờ dán sắc xanh đỏ, góc đông bắc cờ dán sắc xanh đen, góc tây nam cờ dán sắc đỏ trắng, góc tây bắc cờ dán sắc trắng đen, mỗi mặt 300 quân, 50 tên kỵ mã cầm cờ, 250 tên bộ tốt cầm đồ khí giới. Ở chính giữa thì có một toán quân cờ vàng. Hưng Đạo Vương dẫn Giã Tượng, Yết Kiêu tự lĩnh trung quân, còn các mặt chia sai 4 vị vương tử là Hưng Võ Vương Quốc Nghiễn lĩnh mặt chính đông, Hưng Hiếu Vương Quốc Úy lĩnh mặt chính tây, Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng lĩnh mặt chính nam, Hưng Chí Vương Quốc Nghề lĩnh mặt chính bắc, lại sai Hùng Thắng giữ góc tây bắc, Huyền Du giữ góc tây nam, Nguyễn Địa Lô giữ góc đông nam, Hà Trương giữ góc đông bắc. Dàn bày đâu đấy, sai người đưa chiến thư cho Thoát Hoàn thách đánh. Thoát Hoàn đến vây thành đã hơn nửa tháng, ngày nào cũng đem quân đến dưới thành khiêu chiến, nhưng thấy Hưng Đạo Vương giữ vững 4 mặt thành không ra, nghĩ mãi chưa có kế gì phá được, bỗng nhiên thấy có chiến thư đưa đến. Thoát Hoàn mở ra xem, biết là thách đến phá trận, lập tức lên ngựa dẫn quân đến gần dưới thành xem trận thế làm sao. Trông thấy trận bày 8 cửa rất là nghiêm chỉnh, mới hỏi Nguyễn Bá Linh rằng, trận kia gọi là trận gì? Nguyễn Bá Linh lên cao ngắm nghía xem một hồi lâu, rồi nói với Thoát Hoan rằng, trận này có 8 cửa, ở giữa lại có một đội quân, đó là theo trong Hà Đô Lạc Thư bày ra, gọi là trận Cửu Cung Bát Quái. Thoát Hoan lại hỏi, cứ như trận ấy có cách gì khó phá mà y dám thách quân ta? Bá Linh thưa, tôi xem kỹ trận này, tuy không lấy gì làm khó phá, nhưng xem lại thì có sát khí bốc lên, chắc là có thuật quỷ thần gì đây. Nếu đại quân khinh thường phá vào, tất là mắc mẹo. Vậy thì ngươi có thuật gì phá được không? Bá Linh ngần ngừ một lúc, rồi thưa rằng, trận này biến hóa lắm phép, xin thái tử đóng quân ở ngoài, để tôi xin lĩnh một toán quân phá vào trong trận, tùy cơ ứng biến, phòng có nguy cấp, tôi cũng có phép thoát thân. Thoát Hoan nghe lời, cho Bá Linh dẫn một đội quân vào phá trận, còn mình thì đóng quân ở ngoài. Bá Linh dẫn 500 quân hò reo đánh trống, tự mặt chính đông đánh vào. Hưng Đạo Vương thấy quân Nguyên đánh vào, chủ tướng là Bá Linh, trong bụng đã mừng, chắc là phen này bắt được yêu nhân, mới cầm thanh thần kiếm, niệm chú mấy câu, rồi lại cầm lá cờ vàng phất lên. Bỗng dưng trời đất tối sầm, đùng đùng nổi gió. Bá Linh giật mình, kịp muốn rút quân chạy ra, thì trời đã mù mịt, không phân biệt bên nào là đông, tây, nam, bắc. Chỉ thấy tiếng quân hò reo, cung nỏ bắn ra như mưa. Bá Linh thấy thế đã nguy cấp lắm, mới dùng phép độn giáp, tàng hình biến mất. Còn 500 quân thì bị chết và bị bắt sống, không thoát một người nào. Thoát Hoàn khi ấy, thấy Bá Linh vừa vào khỏi trận, thì trời nổi gió, u ám cả lại, biết là mắc mưu, không dám vào cứu, liền rút quân chạy ra bờ sông Phú Lương. Hưng Đạo Vương thừa thế đuổi đánh, quân Nguyên xuống thuyền không kịp, chết đuối rất nhiều. Thoát Hoan chạy được, lại lui về Vạn Kiếp, chia quân giữ trại Chí Linh và trại Phả Lại.
Hưng Đạo Vương thu quân, biết Bá Linh dùng phép trốn được, bàn với các tướng muốn tiến quân xuống Vạn Kiếp, bày kế bắt cho được Bá Linh mới nghe. Bá Linh trốn về Vạn Kiếp, ra mắt Thoát Hoan. Thoát Hoan mừng rỡ hỏi rằng: "Ta tưởng là ngươi bị hãm ở trong trận rồi, làm sao lại về được đến đây?" Bá Linh thưa rằng: "Tôi may nhờ cốt thuật tàng hình biến hóa, không thì cũng mắc phải trận ấy." Thoát Hoan lại nói rằng: "Không ngờ Trần Hưng Đạo cũng biết dùng thuật, ngươi nghĩ làm sao bây giờ?" Bá Linh thưa: "Thái tử khoan tâm, xin ngài cứ giữ vững ở đây, để tôi xin cùng với Ô Mã Nhi tướng quân đem thủy quân ra sông Phú Lương, liệu tìm mưu kế mà phá thành Thăng Long." Thoát Hoan nghe lời, sai Ô Mã Nhi, Bá Linh dẫn 500 chiến thuyền từ sông Vạn Kiếp thuận dòng ra Phú Lương. Hưng Đạo Vương thấy quân Nguyên lại kéo đến, hỏi các tướng rằng: "Ta bảy trận trước cốt để bắt Nguyễn Bá Linh, không ngờ y cốt thuật trốn được, nay y lại dẫn quân đến, thì nên nghĩ kế gì mà bắt cho được?" Yết Kiều thưa rằng: "Đại vương chớ ngại, tôi xin dùng một kế này, không cần gì phải đánh khó nhọc mà quân giặc phải chết đuối cả, mà tất bắt được Bá Linh." Hưng Đạo Vương hỏi: "Ngươi có kế gì mà hay làm vậy?" Yết Kiều thưa: "Tôi có một nghề lội nước rất giỏi, cả ngày ở dưới nước cũng không việc gì. Vậy tôi xin xuống sông, đến chỗ thuyền quân Nguyên đóng, đục đáy thuyền cho nước tràn vào. Như thế thì quân kia phải chết đuối cả, mà có thể bắt được Bá Linh." Hưng Đạo Vương nghe lời cho đi. Yết Kiều lĩnh mệnh ra đi, cầm dùi sắt lặn xuống sông. Khi đi ngầm đến gầm thuyền giặc, đục luôn được vài ba chiếc, nước tràn vào đắm cả. Quân Nguyên thấy thế xôn xao. Ô Mã Nhi không biết vì cớ gì, ngờ là có thủy quái dưới sông, sai quân sĩ cầm giáo dài đâm xuống. Yết Kiều vội vàng lặn xuống đáy sông trốn về. Hôm sau, Yết Kiều cầm dùi lặn xuống sông, đục thuyền quân Nguyên, liền đắm mất vài chiếc. Quân nó đâm giáo xuống, Yết Kiều lại trốn về. Ô Mã Nhi thấy thuyền thường tự dưng bị đắm, cho dò xem, biết là có người đục thuyền, đang nghĩ kế dò bắt, lại thấy quân sĩ kinh hoàng hô hoán lên rằng: "Thuyền đắm!" Ô Mã Nhi vội vàng sai quân xuống lại, cầm giáo khua lủng dưới nước. Yết Kiều thấy động, lại lặn xuống dưới sâu trốn thoát. Ô Mã Nhi bắt không được người đục thuyền, trong bụng căm tức, mới dự sẵn trải lưới, có ý rình bắt. Yết Kiều vô tình, hôm sau lại đến đục thuyền. Ô Mã Nhi biết ý, giăng lưới cả ra bốn mặt, rồi sai quân nia gươm xẻ giáo xuống nước, sực tìm tứ phía. Yết Kiều vội vàng trốn ra, không ngờ mắc phải lưới có lưỡi câu quấn chằng cả vào mình. Quân Nguyên reo ầm cả lên, xô nhau lại kéo lưới bắt đem lên thuyền. Ô Mã Nhi thấy bắt được một tướng mặt mũi dữ tợn, sai trói lại đem đến thuyền mình tra hỏi. Quân thám tử biết tin Yết Kiều bị Ô Mã Nhi bắt được, chạy về báo với Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương lo lắm, muốn đem quân đến đánh Ô Mã Nhi để cứu Yết Kiều, mới sai Giã Tượng, Hùng Thắng dẫn chiến thuyền ra sông Phú Lương. Ngài thì dẫn quân đi sau tiếp ứng. Ô Mã Nhi thấy có chiến thuyền kéo đến, liền dàn thuyền ra cự nhau với quan quân. Đôi bên đánh nhau một hồi, Giã Tượng, Hùng Thắng địch không nổi quân Nguyên, quay thuyền chạy về. Ô Mã Nhi, Nguyễn Bá Linh dục thuyền đuổi đánh, may có đại quân tiếp ứng, cứu được hai tướng. Ô Mã Nhi lại rút quân về Thượng Lưu. Hưng Đạo Vương thấy đánh chưa được, cũng rút quân về thành. Ô Mã Nhi về thủy trại, đem Yết Kiều ra hỏi rằng: "Nước Nam còn ai giỏi bằng mày nữa không?" Yết Kiều thưa rằng: "Bọn chúng tôi đi đục thuyền còn nhiều người giỏi, duy tôi lội hèn nhất mới phải bị bắt. Nếu tướng quân tha tôi, thì tôi xin chỉ đường cho tướng quân bắt hết được cả bọn kia." Ô Mã Nhi tin lời, sai cởi trói, khoản đãi tử tế, rồi cho ngồi một chiếc thuyền nhỏ, sai người dẫn đi trỏ đường để bắt bọn kia. Yết Kiều nhân lúc bất ngờ nhảy tôm xuống sông trốn mất. Quân sĩ về báo với Ô Mã Nhi. Ô Mã Nhi than rằng: "Ai ngờ nước Nam có thần tướng, chúng ta khó lòng ở lâu được xứ này." Yết Kiều trốn về ra mắt Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương mừng rỡ hỏi lại tình đầu các chuyện. Yết Kiều thừa hết đầu đuôi mọi sự. Hưng Đạo Vương hỏi rằng: "Kế ấy của ngươi cũng không bắt được yêu nhân,
Vậy ngươi còn kế gì nữa không? Yết Kiêu thưa rằng, tôi tuy chưa thành công, nhưng cũng đã khiến cho Quần Nguyên mất vía. Vậy tôi xin tìm đích thuyền Bá Linh ngồi sẽ đục, thì chắc là bắt được y. Mưu ấy của ngươi đã lộ rồi, giặc tất phòng bị trước, dùng làm sao được nữa. Giặc tuy biết mưu ấy, nhưng tôi xin tùy cơ ứng biến. Thừa khi bất ý, lừa bắt cho được Bá Linh, thì chạy về ngay, dẫu giặc biết, cũng không làm gì được. Ngươi đã nhất định xin đi, thì phải cho cẩn thận. Hễ bắt được Bá Linh, thì ta mới có thể phá được quân thoát hoàn. Yết Kiều mừng rỡ, lại đi ra bờ sông. Đó là, lập công bao quản đường gian hiểm, dùng mẹo nên tìm cách lạ lùng. Chưa biết về sau thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Hồi thứ 14. Gươm thần kiếm chém giặc Phạm Nhan, quân mai phục chặn đường Văn Hổ. Yết Kiêu ra đến bờ sông, trá hình làm một ông lão đánh cá, bơi chiếc thuyền nhỏ, ra gần đám quân nguyên đóng thuyền, có ý nhìn ngắm xem cờ hiệu Bá Linh đóng thuyền nào. Yết Kiêu bơi giễu thuyền 5-7 vòng, biết chắc thuyền Bá Linh đóng tại góc Tây Bắc. Nhân lúc trời tối nhá nhem, lặn xuống sông đến tận nơi ấy, nhô đầu lên dòm biết đích là thuyền Bá Linh, mới lặn xuống gầm đục thuyền. Nước tức thì ồ ồ chảy vào, quân trong thuyền xôn xao kêu khóc. Yết Kiêu trực thuyền đắm thì bắt Bá Linh lôi đi. Không ngờ Bá Linh thấy thế nguy đã tàng hình biến mất. Ô Mã Nhi thấy động, vội vàng trăng lưới ra xung quanh. Yết Kiêu biết ý, chạy trốn được thoát. Yết Kiêu về ra mắt Hưng Đạo Vương, thuật chuyện đầu đuôi. Hưng Đạo Vương nói rằng, Bá Linh nó có yêu thuật, dù có bắt được, tất nó lại biến mất. Ta nghe nhà phù thủy thường dùng chỉ ngũ sắc, trói bắt giống yêu quái, thì dù tinh ma cũng không biến được. Vậy người định bắt Bá Linh phải chữ sẵn dây ngũ sắc, chờ khi bất tình cờ bắt được, dùng dây ấy quấn vào mình nó thì nó không biến hình được nữa. Yết Kiêu vâng lời, dùng chỉ ngũ sắc đánh lại làm một cái cháo to, ăn mặc trá hình, lại giả làm một người câu cá, đi dò dẫm bờ sông. Chiều tối hôm ấy, Ô Mã Nhi sai Bá Linh dẫn 10 chiếc thuyền đi tuần tiễu các ven sông. Yết Kiêu lẻn mình một chỗ, dò xem đại tướng trên thuyền, biết là Bá Linh, trong bụng đã mừng, nhưng lại nghĩ rằng, ta mà lặn xuống đục thuyền của y, y tất lại biến mất. Nếu ta nhảy vào thuyền bắt y, mà ta có một mình, quân y thì nhiều, dù có bắt được, tất chúng nó xô nhau vào cứu, thì ta cũng khó lòng thoát được. Chỉ bằng ta lập ra một kế, khiến cho thuyền nó tan ra tứ phía, thì ta mới có thể thừa cơ bắt được. Nghĩ thế rồi, lặn xuống sông, đến gần trước đám thuyền, nhô đầu lên, vùng một cái cực mạnh. Quân Nguyên nhác trông thấy, trước còn hồ nghi, chưa biết vật gì. Yết Kiêu lại nhô lên vùng cái nữa. Quân Nguyên trông rõ là người, mới hô to lên rằng, có giặc. Trong một đám thuyền kinh động, tranh nhau cầm gươm giáo sục tìm bốn bề. Một lát, Yết Kiêu lại vùng một tiếng, Quân Nguyên bơi thuyền đến chỗ ấy đâm giáo xuống, thì chẳng thấy tăm hơi gì. Đang khi ngơ ngác, lại thấy vùng một tiếng mé sau, Quân Nguyên lại đến chỗ ấy sục tìm. Bá Linh sai 10 chiếc thuyền, mỗi chiếc tìm một ngả. Các thuyền hơi nghe có tiếng động nước, thì tranh nhau đâm giáo xuống. Yết Kiêu bấy giờ xè xẽ nhô đầu lên dòm, thấy đoàn thuyền đã tản ra tứ phía, mới lặn đến chỗ thuyền Bá Linh ngồi, dùng sức nhô lên cực mạnh, làm cho thuyền trao nghiêng sắp đổ. Quân trên thuyền kinh hoàng, Yết Kiêu cầm thanh gươm nhảy vốt lên thuyền. Quân Nguyên khiếp sợ, nằm nép cả xuống sạp thuyền. Bá Linh vội vàng dùng thép độn hình, thì đã bị Yết Kiêu quăng dây ngũ sắc quấn chẳng vào mình, không thể nào biến được nữa. Các thuyền xung quanh thấy thuyền Bá Linh bị cướp, xô nhau lại cứu, thì Yết Kiêu đã bắt được Bá Linh, chằng xong dây ngũ sắc cắp ngang bên mình, nhảy xuống sông rồi. Quân Nguyên mất chủ tướng, chạy về báo với Ô Mã Nhi. Ô Mã Nhi kiếm sai quân sĩ bơi thuyền ra tìm tứ phía. Quân sĩ trông hút thấy đằng xa có một người cắp một người lên bờ Nam Ngạn, quần áo ướt lướt thướt, biết là người ấy bắt tướng mình, xô nhau chèo thuyền vào bờ, kéo ồ cả lên bộ đuổi theo. Yết Kiêu chạy miết một hồi, gặp quân thủ hạ ra đón điệu Bá Linh chạy giết về thành.
quân Nguyên cố sức đuổi theo trực cướp lại Bá Linh, nhưng bị quân trong thành thấy động, đổ ra tiếp ứng, đánh giết quân Nguyên tàn nát. Quân Nguyên lại chạy cả xuống thuyền bơi đi. Ô Mã Nhi thấy Bá Linh bị bắt rồi, liền rút quân về Vạn Kiếp. Yết Kiều về đến dinh, đem Bá Linh vào nộp. Hưng Đạo Vương mừng rỡ, sai điệu đến dưới thềm. Thấy Bá Linh quần áo còn ướt, mà người đã mê man bất tỉnh nhân sự. Hưng Đạo Vương sai đem ra nơi tĩnh, chờ cho tỉnh táo lại, rồi mới đem ra tra hỏi. Khi Bá Linh tỉnh rồi, Hưng Đạo Vương cho điệu vào, hỏi rằng: Mày tự thị có tà thuật, nay mày đã chịu ta chưa? Bá Linh phục tội, Hưng Đạo Vương sai điệu ra chém. Bá Linh chiêu xưng là có quê mẹ ở làng An Bài, xin về quê mẹ chịu chết. Hưng Đạo Vương sai con là Hưng Võ Vương Quốc Nghiễn điệu Bá Linh về An Bài hành hình. Khi chém Bá Linh, chém đầu này lại mọc đầu khác. Hưng Võ Vương tức giận, sai quân sĩ cầm dao, cầm búa, băm nhỏ ra, nhưng dao búa băm vào cũng không đứt được thịt. Bá Linh miệng vẫn cười ha ha. Hưng Võ Vương không biết dùng thứ gì giết được, cho người về tâu với Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương nổi giận, cầm thanh thần kiếm, thân xuống tận làng An Bài, dám chạm. Bá Linh trông thấy Hưng Đạo Vương và thanh thần kiếm, bấy giờ mới chịu phép. Khi điệu ra chém, Bá Linh ngoảnh cổ lại hỏi rằng: Đại Vương ra tay thì tôi xin chịu, nhưng sau khi tôi nhắm mắt, Đại Vương cho tôi ăn đồ gì? Giã Tượng cầm thanh thần kiếm, sắp sửa khai đao, thấy Bá Linh hỏi làm vậy, phát bẩn quát lên rằng: Cho mày ăn sản huyết thiên hạ. Nói vừa buông lời, chặt một nhát, đầu Bá Linh lăn xuống đất. Ở cạnh làng ấy có con sông Thanh Lương, quân sĩ đem đầu Bá Linh quẳng ra ngoài sông. Hưng Đạo Vương chém xong Bá Linh, dẫn quân về thành Thăng Long. Cách vài hôm sau, có hai người thả lưới đánh cá ở sông ấy, thường thường nhắc lưới, chỉ thấy một cái đầu lâu Bá Linh, hai người ấy lấy làm kỳ dị, mới khấn rằng: Nếu hồn có khôn thiêng, xin run rủi cho tôi đánh được nhiều cá, thì chúng tôi sẽ mai táng cho. Khấn xong, hai người nhắc lưới, mẹ nào cũng được nhiều cá, hai người mới đem cái đầu ấy táng trộm bên cạnh bờ. Từ đấy, hai người đi qua chỗ mà thường hay khấn Bá Linh đi chơi. Dần dần Bá Linh cũng hiện hình lên, đi với các người ấy, lâu ngày thành ra quen. Các người ấy nhân khi Bá Linh còn sống, hay có tính dâm, thường nói đùa đố hồn Bá Linh ra ghẹo con gái. Hễ trông thấy người con gái nào mà đố y ghẹo, thì người ấy quả nhiên về nhà mắc bệnh, người trong làng lấy làm linh dị, mới lập miếu ở bến sông đại thờ. Hưng Đạo Vương giết xong Bá Linh, tiến quân ra mặt Quảng Yên, lập một ngọn trại to ở An Hưng để cự nhau với Thoát Hoàn. Thoát Hoàn từ lúc Ô Mã Nhi chạy về, thế đã hơi núng, chỉ giữ vững trại Chí Linh và trại Phả Lại. Bây giờ nhân sắp cạn lương, mới sai Ô Mã Nhi dẫn thủy quân ra cửa biển Đại Bàng đón thuyền lương của Trương Văn Hổ tải vào đường qua ải Vân Đồn. Ở đó có Nhân Huệ Vương là Trần Khánh Dư trấn thủ. Vì Hưng Đạo Vương biết ý Ô Mã Nhi ra biển đón thuyền lương, sai Khánh Dư giữ chặn đường thủy, không cho Ô Mã Nhi đem lương vào. Thượng Hoàng và vua nghe tin quân Nguyên đã rút cả về Vạn Kiếp, cũng tự mặt thành tiến quân ra hội với Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương rước xa giá vào dinh, vua an úy một hồi, rồi nói rằng: Trẫm nhờ có Đại Vương dùng huyền cơ diệu kế, trừ được yêu nhân, trẫm lấy làm mừng lắm. Nay quân Thoát Hoàn đã núng, Đại Vương nên sớm tiễu trừ cho trẫm được yên tâm. Hưng Đạo Vương tâu rằng: Lão thần nhờ hồng phúc bệ hạ, phá giặc 10 phần đã được 5-6 phần, chắc là chẳng bao lâu nữa thì cũng xong. Bệ hạ khoan tâm, thần xin liệu kế phá được. Đang khi nói chuyện, sở có tin về báo rằng Trần Khánh Dư giữ ải Vân Đồn, phụng mệnh chặn đường thủy. Khi Ô Mã Nhi đi qua, Khánh Dư chặn đường không nổi, bị Ô Mã Nhi đánh vỡ, dẫn quân đi thoát. Thượng Hoàng nghe báo nổi giận, sai trung sứ ra bắt Khánh Dư về hỏi tội. Khánh Dư từ khi bại trận đang lo nghĩ mưu kế phục thù, bỗng thấy trung sứ ra bắt. Khánh Dư tiếp sứ rồi nói rằng: Tôi sai tướng lệnh, đành xin chịu tội, nhưng xin khoan cho tôi một vài hôm, may mà tôi lập được công khác để chuộc tội chăng. Vì Ô Mã Nhi đã phá quân tôi, trong bụng nó chắc rằng không còn ai ngăn trở gì,
nên nó đã kéo quân đi trước rồi. Để tôi đợi lương thuyền nó đến, tôi đánh tập hậu thì chắc là phá được. Nếu không xong, khi ấy tôi xin về chịu tội. Trung sứ nể Khánh Dư cũng là một vị vương, nghe lời hoãn lại. Khánh Dư tức thì thu nhặt tàn quân, phục sẵn đón đường. Quả nhiên Ô Mã Nhi vừa đi khỏi, thì thấy Trương Văn Hổ tải các thuyền lương vào cửa biển Lục Thủy Dương. Quân phục của Khánh Dư đổ ra đánh, Văn Hổ địch không nổi, bao nhiêu thuyền lương bị quân Khánh Dư phá cướp mất cả và bắt được khí giới rất nhiều. Còn Văn Hổ thì lẻn cưỡi một chiếc thuyền nhỏ chạy thoát ra Quỳnh Châu. Khánh Dư thắng trận, đưa thư về thành báo tiệp. Thượng Hoàng mừng rỡ, xá cho tội trước, không hỏi. Rồi triệu Hưng Đạo Vương phán rằng: Quân Nguyên cốt trông cậy có lương thảo khí giới, nay đã bị ta cướp được cả rồi, thì thế nó không trường cửu được nữa. Nhưng thoát hoan chưa biết, tất còn ngông nghênh đắc chí, ta nên thà những quân bắt được cho về báo tin với nó, thì quân nó tất ngã lòng, bấy giờ ta phá mới dễ. Hưng Đạo Vương tâu: Thượng Hoàng dạy phải, xin tuân lệnh. Quân Nguyên được tha về báo với Thoát Hoàn, Thoát Hoàn mới biết là thuyền lương Văn Hổ tải sang vào đến cửa biển đã bị cướp mất cả rồi. Quân sĩ nghe thấy cũng xôn xao, sợ rằng lương thảo mỗi ngày một cạn. Thoát Hoàn thấy thế vừa lo vừa giận, liền sai Ô Mã Nhi phản tiếp, dẫn 5.000 quân đến phá trại An Hưng. Ô Mã Nhi lĩnh mệnh dẫn quân đi. Hưng Đạo Vương thấy quân Nguyên kéo đến, sai Giã Tượng, Ít Kiều dẫn quân ra khỏi ngoài trại 10 dặm, cự nhau với quân Ô Mã Nhi. Đôi bên giản trận, Giã Tượng múa đại đao ra trước, quát lên rằng: Bớ quân giặc, chúng mày sắp đến ngày tận số, còn dám đến đây khoe khoang gì? Trận bên kia phản tiếp nhảy ra, cũng quát rằng: Thằng mặt đen kia, chớ nói khoác, hãy coi phép đao của ta đây. Hai tướng xông vào đánh nhau, 70-80 hiệp, chưa phần thắng phủ. Ô Mã Nhi ở trong trận trông thấy Giã Tượng đánh hàng lắm, liền quất ngựa ra đánh giúp cho phản tiếp. Ít Kiều cũng cắp đôi kiếm sông già rào phòng, nhưng Ít Kiều không địch nổi sức Ô Mã Nhi, suýt nữa bị đâm chết. Ít Kiều quay ngựa chạy về trận. Ô Mã Nhi thúc quân đuổi đánh Giã Tượng. Giã Tượng vừa đánh vừa lui, hai tướng Nguyên thừa thế đánh tràn sang. Giã Tượng, Ít Kiều thu quân chạy về. Hưng Đạo Vương thấy hai tướng bị thua trở về, nổi giận thét chém. Các tướng xô vào can rằng: Ô Mã Nhi phản tiếp, vốn là danh tướng bên Nguyên, tướng ta chỉ có Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa là địch nổi. Trận này thua là bởi Giã Tượng, Ít Kiều kém sức, chứ không phải là không dụng tâm. Hưng Đạo Vương mới tha tội cho hai tướng ấy. Hôm sau, Ô Mã Nhi phản tiếp lại dẫn quân kéo đến. Hưng Đạo Vương sai Nguyễn Chế Nghĩa làm chánh tướng, Hùng Thắng, Huyền Du làm phó tướng, dẫn 3.000 quân ra cự địch. Ô Mã Nhi ra trận khiêu chiến, Nguyễn Chế Nghĩa nhảy ra giao phong, hai tướng đấu dư trăm hiệp, càng đánh càng hăng, không phân thắng phụ. Hùng Thắng, Huyền Du chia quân làm đôi ngả đánh tràn sang, hai bên đánh nhau lộn mù một hồi, rồi lại thu binh đâu về đấy. Bấy giờ Phạm Ngũ Lão cũng vừa ở Long Hưng dẫn quân đến, vào trại ra mắt Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương mừng nói rằng: Ngũ Lão đến đây, ta chắc phá xong quân giặc. Liền sai Phạm Ngũ Lão đem quân ra giúp Nguyễn Chế Nghĩa để phá Ô Mã Nhi. Ô Mã Nhi thấy Nguyễn Chế Nghĩa là tướng anh hùng, lại nghe có Phạm Ngũ Lão đến giúp, liệu bè đánh không nổi, liền rút quân về Vạn Kiếp. Thoát Hoàn thấy quân thế của Hưng Đạo Vương mạnh lắm, chưa có thể phá được, mới sai các tướng chia nhau ra giữ trại Phả Lại và trại Chí Linh, muốn cho người về tàu tiếp vận quân lương và viện thêm binh đến. Hưng Đạo Vương thấy Thoát Hoàn giữ vững hai trại trên núi, không dám ra đánh, ngài muốn tiến quân đến phá hai trại. Đó là: Giặc mong thổ hiểm tìm mưu kế, ta phải thừa cơ kíp tiễu trừ. Chưa biết về sau được thua thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.